Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa ngày thứ Bảy, 12 tháng 8 năm 2023, sau Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chứa được." Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì làm anh em không thể làm được." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, sáng hôm nay con được dâng lễ bên các sơ dòng biển Đức. Và mặc dù nó là một đan viện thánh lễ, có thể nói là nếu như bình thường thánh lễ ở ngoài giáo xứ chúng ta chỉ khoảng 30 phút trong một thánh lễ ngày thường, thì đối với các sơ thì thánh lễ ít nhất cũng phải là 45 phút, bởi vì các sơ đọc rồi hát, cái gì nó cũng cứ chậm rãi chậm rãi. Thế nhưng tại sao mà thánh lễ buổi sáng ngày thường thôi mà cũng rất đông những người giáo dân vào tham dự thánh lễ? Bởi vì khi mà hỏi các ông các bà là tại sao các bà đi lễ, nhiều người thích đi lễ nhanh, và sao các ông các bà lại vô đây đi lễ, thánh lễ ở đây nó rất là chậm. Thế thì là các ông các bà mới nói rằng là nó có một cái gì đó nó lôi cuốn chúng con, để rồi chúng con cứ yêu mến, cứ thích đi lễ ở đây. Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, có thể một hình thức nào đó lôi cuốn chúng ta, có thể một vẻ đẹp nào đó lôi cuốn chúng ta, nhưng sự lôi cuốn đích thực phải là chính Chúa. Nếu cộng đoàn của chúng ta có Chúa, nếu cộng đoàn của chúng ta có Chúa thì tự nhiên là sẽ lôi cuốn, thu hút được mọi người. Chúng ta cũng chẳng, nhiều khi ở ngoài giáo xứ con đi coi xứ thì đôi khi cũng bị cái cám dỗ, cũng phải vẽ cái này vẽ cái kia để mà lôi kéo người này người kia đến. Nhưng mà người ta đến chỉ vì những cái vẽ, cái ảnh vẽ của chúng ta, thì thật sự là chúng ta phí thời gian, công sức và tiền của. Thế nhưng mà nếu chúng ta có Chúa, chính Chúa lôi kéo họ, thì sự lôi kéo ấy người ta đến mới là mang lại cái phần phúc cho người ta. Thế thì sáng nay con cũng có chia sẻ với các sơ, có lẽ là nơi đan viện của chúng ta có Chúa nên có sự thu hút một số người đến đây. Không phải là họ đến đây không phải vì hình thức này, không phải vì hình thức kia, nhưng mà họ đến đây vì chính cái sự thánh thiện, cái sự đạo đức ở nơi cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ mình, phác thập giá mình mà theo thầy." Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì? Có lẽ câu nói này cũng là cái câu mà nhiều người cho chúng ta thuộc lòng. Được lời lãi cả và thế gian, giàu sang phú quý rồi, ôi thôi cái gì cũng có hết, mà mất linh hồn thì nào được ích gì? Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, chúng ta hãy cố gắng lo cho phần hồn chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng lo cho phần hồn chúng ta bằng những việc đạo đức. Đạo đức với Chúa qua việc siêng năng đi lễ thờ phượng, và tốt lành với anh chị em, nhất là với những người nghèo khó. Trong những ngày này thì con đang học thuộc lòng kinh khấn mẹ Teresa Calcutta. Thì mẹ Teresa cũng làm thỏa cái cơn khát yêu thương của Chúa. Chúa yêu thương con người, nhất là những người đau khổ, và Chúa cần những người cộng tác với Chúa để làm thỏa cái cơn khát yêu thương của Chúa. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông thì có một người quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi." Đây cũng là một lời cầu nguyện tắt đó. Lạy Chúa xin thương xót con, hay là cái người tội lỗi đấy. Và nhà thờ nói: "Lạy Chúa xin thương xót con" là kẻ tội lỗi. "Lạy Chúa xin thương xót con." Mỗi ngày thì chúng ta đều đọc kinh lòng thương xót. Thật sự thì đọc kinh khởi đầu thì nó có thể nó cũng hơi nặng nề thế này thế khác, nhưng mà chúng ta đọc kinh được một thời gian rồi thì chúng ta cảm thấy là nó rất là tự nhiên. Đối với cá nhân con là
cứ nghỉ trưa dậy là chuẩn bị đọc kinh lòng thương xót. Rết rồi nó thành một cái nếp rồi. Chúa cũng sắp xếp thế nào ấy, nhiều khi mình cũng tương đối là cái giờ đó là cái giờ mà chúng ta có thể đọc kinh được, không có bận rộn cái việc này việc khác. Thế thì có một người đến quỳ trước mặt Đức Giêsu và nói rằng: "Thưa ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến với các môn đệ của ngài nhưng các ông không chữa được." Đây cũng là điều để chúng ta suy nghĩ. Tại sao các môn đệ lại không trừ được quỷ? Tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu lại không làm được? Bởi vì không có Chúa ở trong lòng. Có Chúa ở trong lòng thì làm cái gì cũng được. Chúa Giêsu nói với các môn đệ là nếu anh em tin theo thầy thì anh em cũng sẽ làm được những điều thầy làm, và khi thầy về với Chúa Cha thì anh em lại càng có cơ hội để làm được nhiều điều nữa. Thế thì nếu Chúa ở trong lòng chúng ta thì chúng ta cũng sẽ nói được lời của Chúa và chúng ta cũng sẽ làm được những việc của Chúa làm. Thế thì là một người bị kinh phong, một người bị bệnh, một người bị quỷ ám đem đến với các môn đệ và các ông ấy không chữa được. Đây cũng là bằng chứng là Chúa không có ở trong lòng họ. Nói về Thánh Đa Minh, tổ phụ của dòng chúng con cũng vậy. Ngài đi giảng thuyết thì đi giảng mà chẳng ai người ta theo đạo. Đi giảng với bẻ rối, đi giảng nhóm này nhóm kia đi, rất là nhiệt tâm làm nhưng mà rồi cũng không có ai mà ta theo cả. Thế thì ngài mới buồn quá, ngài về ngài mới khóc và nói với Chúa là: "Chúa ơi, tại sao mà lại con nói mà không làm, không không có lôi cuốn được người ta trở về với Chúa." Thế thì là mẹ Maria cũng đã hướng dẫn cho Thánh Đa Minh là hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi. Nếu chúng con yêu mến kinh Mân Côi thì con sẽ sống gần với mẹ, và gần với mẹ thì cũng là gần với Chúa, và có Chúa rồi thì sẽ lôi cuốn được nhiều người trở về với Chúa. Thế thì là cái người bị bệnh phong đem đến với các môn đệ mà các ông không làm được, đây cũng là bằng chứng các môn đệ không có Chúa. Tôi đã đem cháu đến với các môn đệ ngài nhưng các ông không chữa được vì Chúa không ở trong lòng các ông ấy. Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà." Khi chúng ta không có Chúa cũng là bằng chứng chúng ta không tin Chúa. Tin là sẵn sàng để Chúa ở trong lòng chúng ta. Tin vào Chúa là sẵn sàng để cho Chúa hành động trong cuộc đời của chúng ta. Chứ còn mà mình bảo mình tin Chúa mà mình cứ làm theo ý mình, tin Chúa mà làm theo ý mình thì đấy không phải là tin. Chúa Giêsu cảm thấy rất là buồn là tại vì các môn đệ không có làm được. Đó là bởi vì các môn đệ chưa tin Chúa, chưa thật sự để cho Chúa làm chủ trong tâm hồn của mình. Đây cũng là một bài học lớn cho tất cả chúng ta nhé. Nếu chúng ta bảo tin Chúa thì hãy mở lòng để cho Chúa nói và Chúa làm trong tâm, trong tim, trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Chúa thì để Chúa nói và làm, tức là chúng ta cũng sẵn sàng là nói và làm những việc của Chúa. Tin vào Chúa thì sẵn sàng nói và làm những việc của Chúa làm trong tâm hồn của chúng ta. Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin. Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Đem cháu lại đây." Đức Giêsu quát mang tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Đức Giêsu có quyền năng trên ma quỷ. Trong những ngày vừa qua, Đức Giáo Hoàng cũng hay nói về ma quỷ: đừng nói chuyện với ma quỷ. Đừng có mà đối thoại với ma quỷ. Ma quỷ nó là có sức mạnh của thiên thần, chúng ta không thể thắng được ma quỷ đâu. Thôi con chia sẻ chân thành đấy, cái ông thầy Huy của chúng con đây đấy, là một người rất là tốt lành, một người rất là đạo đức. Mà con cũng vẫn luôn luôn nói với thầy ấy rằng là mặc dù con gần gũi với Chúa, con tốt lành, con thánh thiện, Chúa gìn giữ cuộc đời con, nhưng con vẫn phải luôn ý thức được rằng là nếu không có Chúa thì con sẽ làm tôi của ma quỷ. Nếu không có Chúa, con sẽ làm tôi của ma quỷ. Thế thì là ma quỷ có một cái sức mạnh của các thiên thần, mà chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền năng trị được ma quỷ. Chính vì thế mà chúng ta cần phải đến với Chúa Giêsu, cần phải sẵn sàng tin vào Chúa, tức là để cho Chúa bước vào cuộc đời và tâm hồn của chúng ta. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được ra khỏi ngay từ giờ đó. Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ, còn loài người của chúng ta chỉ làm tôi cho ma quỷ thôi. Nếu chúng ta không tin theo Chúa thì ma quỷ sẽ làm chủ cuộc đời của chúng ta. Bây giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy.
Người nói với các ông, tại vì anh em không tin, anh em không để cho thầy ở trong lòng của anh em không nói, anh em không làm những cái điều mà thầy nói thầy làm. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Nếu chúng ta có lòng tin sẵn sàng để Chúa ở trong lòng của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ nói cũng sẽ làm được những điều của Chúa, chúng ta sẽ nói lời của Chúa và chúng ta cũng sẽ làm được những việc của Chúa làm. À, và cái hình ảnh chúng ta thấy là nói bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, đây cũng là một cái dấu chỉ cho thấy nếu anh em có lòng tin, anh em để cho Chúa ở trong lòng của chúng rồi anh em thì dù có chết anh em cũng vẫn chiến thắng. À, dù có sự chết, có ma quỷ, có sự chết thì anh em cũng sẽ chiến thắng. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta về niềm tin. Tin là thế nào? Tin là mở lòng để cho Chúa bước vào trong cuộc đời của chúng ta, để Chúa nói và Chúa làm những việc của Chúa. Và chúng ta tin Chúa thì chúng ta cũng hãy chỉ nói những điều Chúa nói và cũng sẽ làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. Với cái lòng tin đó thì chúng ta có thể làm được tất cả những gì Chúa muốn. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.